Hôm nay lại còn có cả lê nhá. Cái gì mà nhìn ngon mà mọng nước mà đẹp này. Lê Niyusiki anh ạ. Niyusiki á, thế kỷ 20 á. Dũng Nhật mà cũng giỏi tiếng Nhật gớm nhờ. Chuyện. Đây, anh ăn thử xem có ngon không. Thì ngon đấy. Ngon thật đấy, vừa ngọt mát này, còn mọng nước này. Rất khác với các loại lê anh đã từng ăn. Lê ngọt thế này em làm món ăn ngon hết sảy em ạ. Lê mà không làm món ăn được á anh. Chuyện, nghe làm món ăn cực ngon nhá. Hôm nay anh sẽ làm hẳn hai món ăn cho em từ lê luôn. Đợi anh 3 giây. Trong các bữa cơm hàng ngày, lê thường không được ưa chuộng để sử dụng chế biến các món ăn. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món thịt nướng sốt lê và lê nướng đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà, rất phù hợp với các bữa tiệc tại gia các bạn. Hai món ăn sẽ làm từ quả lê Nhật, được trồng tại thành phố Koriyama, một thành phố xinh đẹp là nơi có thiên nhiên phong phú bao quanh. Đây cũng là một điểm du lịch nơi bạn có thể thưởng thức phong cảnh tuyết vào mùa đông. Đây là nguyên liệu là món thịt nướng sốt lê. Đầu tiên chúng ta sẽ mài lê. Nếu nhà bạn nào không có cái mài này, chúng ta có thể cho tất cả các nguyên liệu cho vào máy xay, chúng tôi xay hết các bạn nhé. Mài lê xong chúng ta sẽ mài tiếp tỏi nhé. Ở đây mình dùng quả lê tầm 400g, thì chúng ta dùng 10g tỏi và 20g xịt dầu. Hit comment nhé. 40g mirin. Sau đó chúng ta dùng 30g sake và 80g mì hàn và 15g đường và 5g tiêu nữa các bạn. Sau đó chúng ta đánh tan hết tất cả các nguyên liệu. Nice. Rồi bây giờ chúng ta sơ chế thịt. Hôm nay mình sẽ sử dụng thịt bò, đây là bò Wagyu. Nếu mà có bò Wagyu của Koriyama thì rất là ngon, nhưng mà đây mình không có thì mình phải sử dụng bò Wagyu của Mỹ các bạn. Cho vào đĩa và ướp thịt. Ta sẽ dưới sốt lên thịt bò và ướp trong vòng 10 phút các bạn nhé. Rất là ngon các bạn. Hôm nay mình sử dụng bò Wagyu để các bạn yên tâm cái là cực ngon, cực ngọt và cực mềm luôn. Chúng ta sẽ áp chảo ướp thịt. Nếu ướp vịt này đã chín rồi thì chúng ta chỉ cần áp chảo sơ trong vòng 5 phút thôi các bạn. Rồi bây giờ ta sẽ cắt lát. Rồi các bạn nhau. Giờ ta sẽ thái lê. Rồi, ta chút vừa đủ này. Sau đấy ta sẽ cho thịt thương phố này. Mình sẽ chiên lá chảo nhỏ lửa và chỉ lật mỏng đến 2 lần các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thấy bò ra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm món tráng miệng từ lê nướng. Tiên chúng ta cắt lê thành từng lát một. Sau đấy ta cho lê vào cay để nướng. Giờ ta sẽ phết mật ong lên từng miếng lê một. Bây giờ chúng ta sẽ rắc thêm một chút ít bột quế lên mặt của quả lê. Và bây giờ chúng ta sẽ cho lê vào lò nướng nhé. Chúng ta sẽ nướng lê trong vòng 25 phút, nhiệt độ 200 độ C nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thay nhuyễn mùi tây để rắc lên đây. Bây giờ ta sẽ lấy ra các ít mùi tây, một ít phong biển. Và chúng ta sẽ nướng tiếp. Bây giờ lê đã được chín. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chút kem lên. Tí ơi, vừa thấy ăn em. Ôi, nhìn hấp dẫn thế. Đây là thịt nướng sốt lê ạ. Đây là lê nướng. Béo, chút vịt cũng là béo nè, bò ghi cũng là béo nè. Khi kết hợp với lê, nó trung hòa tất cả các vị đấy. Và nó cảm thấy không nhìn thấy nữa, ăn rất là ngon. Lê này nướng lên nó còn ngọt hơn lê mà mình vừa ăn đấy anh ạ. Đúng không nào? Anh Dũng có tới Koriyama bao giờ chưa? Ngày xưa anh đã đến đấy một lần vào mùa đông. Có thể ngắm tuyệt vời rất là đẹp em ạ. Mà em biết không, Koriyama còn có đặc sản nổi tiếng là whisky và bò ghi.
Thế chính thằng bò hôm nay em ăn đấy. Bây giờ mới biết đấy. Sau này em có người yêu nhé, em cũng sang đấy. Em ăn lên nhỉ, em ăn bò bao nhiêu để xem có khác gì ăn với anh không. Thế thì các anh sẽ gắn luôn cái link hướng dẫn du lịch ở đây để sau này em có người yêu đấy. Tự vào đấy mà tìm nhé. Vâng, cảm ơn em nhé. Loại lê này mới nhưng mà anh có thể mua được ở tất cả các siêu thị Imo trên toàn quốc anh ạ. Hoặc là anh có thể đặt luôn tại link mua hàng online mà em ghi ở trên màn hình. Tại tất cả các em mua đấy. Vâng. Ngay cạnh nhà em có. Vâng. Thế các anh chỉ mất có 7 phút là mua được lê rồi. Thế thì lại tiện quá.